Em chỉ nghĩ là có nhẫn cặp thì bố mẹ em sẽ im lặng thôi. Anh đeo vào cũng tốt cho anh chứ sao? Tôi không cần nó đâu. Em đảm bảo vừa y luôn đấy. Bạn em cưới rồi nó cứ nói em chồng và chị chồng nó đối xử với nó như là người hầu ấy. Ý cô là tôi cũng thế chứ gì? Tôi chỉ nói chung chung thôi mà. Tôi thách cô dám cư xử như thế với chị tôi đấy. Yêu Ngân à, em đang nói cái gì thế? Hình như là con bé bị té xuống cầu thang, nó bị mất máu.